Xem cái đường này đi mới kinh khủng. Sáng thì định không đi ô tô vào đây đâu, nhưng mà đi xe máy vào. Nhưng mà thôi lỡ đi đi luôn, thấy trời cũng nắng chứ mấy cái đường này mà trời mưa thì ô tô đảm bảo không đi được. Trừ những chiếc mà hai cầu bán tải mạnh thì mới có khả năng đi. Tôi thì đang cố gắng xây dựng một cái tour để quảng bá về Măng Đen. Ở trên vườn của Bắc Đông, Măng Đen. Bắc Đông thì một người cũng rất là giỏi về nông nghiệp hữu cơ, cũng như là về y học. Thì bác cũng hiểu về rất là hiểu về đông y. Đông y ở đây thì bác cũng có kèm về những cái khoa học đi kèm, thì rất là đam mê. Và bằng chiếc thì anh này là cũng bản thân cũng có những cái đam mê về đông y, về những cái muốn xây dựng một cái khó là gọi là tour chữa lành, chữa những cái bệnh về tâm lý cho những bạn sinh viên. Thực tế ở đây là những cái bệnh đó là gọi là bệnh về xã hội rồi, về công việc rồi, áp lực về tình yêu rồi, tất cả mọi thứ là hiện nay là đã gặp rất là nhiều về tâm lý, và chúng ta hay nghe nói là về chữa lành. Thì hôm nay là sau khi mà bạn Triết bạn đi chơi ở trên này, tôi dẫn đi chơi Măng Đen bình thường thôi, rồi ghé vô vườn của Bắc Đông. Bắc Đông là tôi đã quen cũng rất là thân từ trước. Thì chúng tôi sẽ xây dựng ra một cái tour về chữa lành. Bây giờ thì mới bắt đầu qua được cái đoạn đường tốt này. Đường vào Bắc Đông thì rất là hiểm trở, nhưng mà nếu mà mình có xe, những cái xe bán tải thì hai cầu lái vẫn được. Dòng xe tôi đang lái chỉ có một cầu, nhưng mà được cái là nó có cầu sâu, cầu sâu thì mình lái nó ổn, máy nó cũng 2 chấm. Giờ thì qua cái đoạn đường tốt rồi, đoạn đường kia thì xấu. Mấy bữa thì không dám lái ô tô vô trong này, thì hai người chạy xe máy vô thì có những đoạn là té, chợt té. Khu này là khu 37 hộ ở Măng Đen. Ở đây thì có rất là nhiều cái homestay dành cho rất là nhiều người trẻ, họ tới họ phượt nè, họ săn mây nè. Với lại là cái không khí trên này thích lắm, nó trong lành, mát mẻ. Và mình có thể là mình về một cái gì đó nó an nhiên. Cá nhân tôi thì ngày xưa thì mình ở Kon Tum á. Thì Kon Tum thì nó là ngày trước nó là một cái tỉnh khó khăn. Mình cứ nghĩ là sau này mình sẽ cố gắng mình làm, mình học để mình đi ra thành phố. Thì cuộc sống mà hiện đại hồi đó vào Sài Gòn thì thích lắm, đến giờ vẫn nhớ là cái Sài Gòn lúc đó vào thì dòng người thì hối hả và đông người, rồi mình mới cảm giác được cái cảm giác là bị kẹt xe là như thế nào. Thì cái là sau này là cứ nghĩ là sẽ vào Sài Gòn làm, và làm ở Sài Gòn thì lâu rồi thì
thì mình mới thấy là ở quê, là quê hương á, thì là điều tuyệt vời nhất. Trước đây thì tôi thì ở Sài Gòn, rồi sau đó thì có rất là nhiều anh chị biết là mình hay đi giao sâm nè, giao chuối nè, tại cái cửa hàng tại 28/26E Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận, cũng là nhà tôi luôn, trong Sài Gòn, với mong muốn là mình khởi nghiệp những cái sản phẩm của quê hương mới mang về. Thì lúc này thì tôi mới là khởi nghiệp. Trước đó thì mình cứ bay đi bay về vậy đó, 2 tuần bay 1 lần, bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Pleiku. Con Tum thì không có sân bay, bởi vì là từ cái sân bay Pleiku tới thành phố Con Tum thì 50 cây, nên đó là cũng có là cái lý do là tại sao đến giờ người ta vẫn chưa xây sân bay là như vậy. Và một cái nữa là hiện nay thì theo chủ trương là có thể là đầu tư sân bay ở Măng Đen này. Măng Đen là một địa điểm mà du lịch mà về thiên nhiên thì rất là tốt, không khí trong lành, hoang sơ, mà dành cho những bạn mà thích về hoang sơ nha. Chứ còn mà thích nhiều cái giải trí hay là nhiều cái sự kiện rồi như những cái thành phố du lịch á, thì nó rất là ít cái thứ để mà chơi vào ban đêm. Nhưng mà mình muốn hòa mình vào thiên nhiên, hoặc là cả gia đình cùng nhau quây quần ở tại một nơi tối đến thì lạnh, đốt lửa trại rồi nói chuyện ăn uống á, thì là rất là ok và hợp lý. Thì cái quan điểm chữa lành nó cũng vậy thôi. Ở vườn Bắc Đông là một khu vườn rất là rộng, 40 hecta, thì đây là một khu mà có cả thác cả suối trong đó, rất là đẹp. Thì những người trẻ, những người mà về cảm thấy buồn bã về trong cuộc sống thì có thể là về cái khóa này giúp họ là chữa lành. Về thầy Đông là một người rất là giỏi, và bạn Triết thì là một giáo viên giảng viên cũng rất là nổi tiếng. Từ đó thì những sinh viên mà muốn mà có những cái bệnh về trầm cảm hay là cảm thấy buồn bã về cuộc sống, đôi khi là có những cái bệnh đó, thì thầy Đông cũng có thể tư vấn được.